Chào các bạn đến với khu vườn nhỏ của Andy và mình là Andy đây. Thì nếu lần đầu tiên bạn đến với kênh của mình thì cứ xem thử một video clip. Nếu bạn thấy đúng, thấy hay thì bạn có thể ủng hộ mình bằng cách nhấn đăng ký kênh cũng như là để lại bình luận cho mình. Đừng quên nhấn chuông, like, share cũng như là follow Instagram của mình nếu các bạn muốn. Còn nếu bạn đã quá quen với mình thì rất cảm ơn bạn đã luôn đồng hành và theo dõi mình trong suốt thời gian qua. Mình có một kênh tarot thứ hai nữa, đó là tarot bánh quy. Đối với kênh này thì mình làm chủ yếu về sau lớp phát triển bản thân giữa đón tuần, giữa đón tháng. Đối với khu vườn nhỏ thì mình làm chủ yếu về tình cảm. Thì hôm nay thì mình sẽ làm một chủ đề để coi gì mà nó tiêu rồi. Gì? Có gọi là có trồng cây si nữa hay không? Thì chủ đề này thì dành cho bạn, những bạn nào đang si. Thì si đây có si đây dù bạn si tình hay là bạn đang si một cái người nào đó. Tức nghĩa là si đây tức nghĩa là một là bạn đang có người để bạn si tình. Hai là bạn câu chuyện này nó đã xong rồi nhưng bạn vẫn còn si. Thì đây sẽ là câu trả lời dành cho các bạn ha. Thì chủ yếu là để cho mọi người tham khảo là chính. Tụ 1, tụ 2, tụ 3. Các bạn cứ chọn tụ bài mà các bạn muốn. Mình sẽ để đá vào sau ha. Xin chào các bạn chọn tụ số 1 ha. Trước khi vô phần giải bài thì các bạn có thể nhấn đăng ký kênh, like, share để lại bình luận cho mình cũng như là follow Instagram nếu các bạn muốn. Thì đừng quên nhấn chuông để luôn nhận được tin tức mới nhất về kênh của mình. Thì có nên trồng cây si nữa hay không ha? Lên là có nguyên cái cây luôn nè mọi người, để mình zoom lên cho mọi người xem. Bài lên có vẻ thú vị á. Có nên trồng cây si nữa hay không? Ơi vui lắm nè. Đúng nghĩa vui lắm luôn á mọi người. Ok, bài lên rất là vui, để mình zoom cho mọi người xem, vui lắm. Mặc dù mình biết đây là một trải bài không mấy vui vẻ nhưng mà đại loại thì nó vui. Đầu tiên á, là hỏi có nên trồng cây si nữa hay không. Cái thứ nhất á, đó là như bạn nhìn thấy á, là cái đầu tiên là chúng ta có bốn tiền, kế tiếp là vua kiếm, kế tiếp nữa đó là một cốc. Nó làm cho mình cảm giác giống như là cái hình ảnh á, của một người có một cái cây nó đầy quả ở trên đó, và người này họ ôm một cái đồng tiền ở trong bụng. Nó dĩ nhiên cái đó là si rồi đó, là khỏi cần phải bàn gì hết, là bạn vẫn đang si hoặc là bạn vẫn còn si. Nhưng mà cái xu hướng của bạn á, hỏi có nên si nữa hay không á, thì bạn kế bên á, cái lá vua kiếm nó giống, mặc dù cái hình ảnh của lá vua kiếm đó gọi là khi mà nhìn gần á thì nó sẽ giống như kiểu, đây là mấy con bướm. Nó đen gọi là feed, cái ông này ông cho mấy con này nó ăn. Nhưng mà lúc mà mình nhìn, tại vì mắt mình nó mờ mờ, thành ra mình nhìn như kiểu ông này ông đang cầm cây ống chặt, mà phía sau là mấy cái cây thông nó ngã vậy đó. Thì mình thật ra vua kiếm cũng là một người rất là lý trí. Thì có thể là cái lý trí của bạn hoặc là cái quan điểm sống của bạn á, giống như bạn nói là không, bây giờ ta không si nữa, ta quyết định là ta chặt cây, ta quyết định ta đốn cây, ta đi gọi làm một cái fountain, một cái đài phun nước, cái bên là một cốc. Thì đó là giải bài theo kiểu gọi là nguệch tẹt, theo kiểu giống như là cố gắng nguệch tẹt nhất có thể. Nhưng mà thiệt ra cái vấn đề nằm ở chỗ đó là bạn bị mâu thuẫn rất lớn. Bạn có một cái là vua kiếm, bạn có một cái là một cốc đại diện cho cái tình cảm. Thì có thể bên trong bạn với bên ngoài của bạn, hoặc là lý trí giữa bạn với cảm xúc của bạn, nó bị mâu thuẫn khá là nhiều. Một mặt á, là bạn nói là không, ta không trồng cây si nữa, bởi vì cây si này tao quá mệt mỏi rồi, tao đổ quá nhiều công sức vào, đó là một cốc, tao đổ quá nhiều suy nghĩ vào trong đó. Vua kiếm, tại vì cái hình ảnh ở đây là vua kiếm đang cho mấy cái con chim này ăn những cái con bướm, thì tức nghĩa là mình cảm giác bạn đầu tư về thời gian, về công sức, về suy nghĩ, về nhiều thứ vào cho cái cây si này. Dĩ nhiên mình không nói tới cái người này, nhưng mà mình nói tới cái cây si là bạn hiểu là cái người đó ha, hoặc là cái tình cảm đó. Thì mình cảm giác kế bên của bạn có một cốc. Một cốc nó đại diện cho tình cảm cũ, nó cũng đại diện cho tình cảm mới, cơ hội mới. Và mình ở đây mình không biết cái lý trí của bạn nó đang dẫn bạn đi cái gì. Tức nghĩa là trải đề bài này nó có thể nó đang nói theo kiểu giống như là thằng này nó đang gọi là nó đang tự đấu tranh mâu thuẫn trong cái nội tâm của nó. Mình có nên si nữa không? Hay mình không nên si? Nếu mà mình si nữa được cái gì? Còn nếu mình không si nữa thì mình được cái gì? Bài lên rất rõ. Bài lên rất rõ là nếu mày tiếp tục si thì mày vẫn cứ si thôi, là một cốc. Còn nếu mà mày, tại vì bài lên hoàn toàn không thấy cái dấu hiệu của người kia, bài vẫn lên là vua kiếm và một cốc. Tức nghĩa nếu bạn si tiếp thì nó vẫn tiếp tục là si, nó không có cái gì đổi. Hoặc là nó có thể giống như là bạn sẽ đối mặt với cái cây si này theo với một cái quan điểm, một cái góc nhìn nào đó nó cởi mở hơn. Tức nghĩa là bốn tiền là bạn ôm cây si rất chặt,
Tức nghĩa là ngày xưa bạn cố gắng kiểm soát cái KC, kiểu giống như bạn thích người ta, bạn kiểm soát, bạn cố gắng làm cho người ta thích bạn. Bạn cố gắng gây ấn tượng, bạn cố gắng làm cái này làm cái kia bằng cái lý trí. Thì bây giờ bạn tiếp tục si, nhưng bạn si bằng cái một cốc. Tức nghĩa là bạn kiểu giống như bạn để cho mọi chuyện tự nhiên. Bạn để cho mọi chuyện giống như hả, nó thích tao thì nó thích tao, còn nó không thích tao thì thôi chịu, tao vẫn si. Hoặc là kiểu giống như là bạn sẽ để cho cái cảm xúc nó dẫn dắt nhiều hơn, theo kiểu giống như là nếu người ta thích mình thì người ta sẽ chủ động với mình, hoặc là người ta sẽ như thế này như thế kia với mình đó. Bạn si theo kiểu đó. Nhưng mà một cốc ở đây với vua kiếm cũng có thể là một cái combo, mình có thể dịch theo kiểu là bạn quyết định không si nữa, mà bạn quyết định bạn đi si người khác, hoặc là bạn trồng một cái si mới. Tức nghĩa là bạn có một đối tượng mới, bạn có một cái người khác, bạn có một cái sự lựa chọn khác, và cái người khác này cho bạn cái cảm giác là ok hơn, ổn hơn. Hoặc thậm chí nếu không có người khác cũng được, bạn nghĩ là mình không nên si nữa, mà mình nên cho bản thân mình một cái cơ hội, một cái sự lựa chọn khác, một cái tình cảm khác, không phải là cái người cũ. Người cũ của bạn có thể là vua kiếm, họ quá lạnh lùng, họ quá là thực tế, họ quá là xa cách, họ không phải là cái người dành tình cảm cho bạn, họ dành tình cảm cho mấy con chim ở trong đây chứ không phải là bạn. Thì mình nghĩ giống như là cái lý trí đó nó gọi là nó đánh bại đi cái cây này, gọi là nó chặt cái cây si của bạn đi, và nó làm cho cái cảm xúc của bạn nó được gọi là làm mới. Tại vì một bốn bốn tiền đó, đó là bị tù túng, là không thay đổi, là cố chấp, là gọi là kiểu giống như là bạn bốn tiền là giữ khư khư. Thì những cái từ mà khóa mà mình đưa ra, tức nghĩa là nó, khi mà nó gắn với cây si là nó y chang luôn. Còn một cốc là gì, là một cái nguồn suối tươi mát, là một cái dòng tình cảm mới, là một cái gì đó khơi nguồn, bắt nguồn, là một cái nguồn cảm hứng mới. Thì mình cảm giác giống như là nếu mà hỏi có nên si nữa không, bài lên này, bài lên đó, thì dĩ nhiên là không nên si nữa người đó, còn chứ tiếp tục si thì nó vẫn vậy thôi, nó không có đổi gì hết trơn á. Thì bây giờ mình sẽ qua ba lá kế ha. Bạn có lá The Wheel nè, bạn có lá bốn kiếm nè, bạn có lá nữ hoàng kiếm. Bộ này thì không có cây cỏ gì đâu, bộ này thì không có cây cỏ gì nhiều đâu, nó toàn là yêu quái không à. Nếu mà hỏi ba lá này gọi là có nên tiếp tục trồng cây si nữa hay không á, thì thật ra khi mà qua ba lá này á, thì mình nghĩ là cái lý trí của bạn bắt đầu nó quay trở về rồi, và mình nghĩ là cái bạn có thể vốn dĩ là người lý trí, và bạn sẽ không có mình dùng từ gọi là dễ dễ để cho cái bản thân bạn bị mất giá, hoặc là bạn không bao giờ để cho bản thân bạn bị thua thiệt hết. Bạn là kiểu giống như là ok, tao có thể si nó, tao có thể nghĩ về nó, tao có thể thích nó rất nhiều, nhưng tao nằm ngủ, giống như trong lá bốn kiếm, kiểu giống như là tao si trong bụng thôi chứ tao không si ra mặt. Tại vì nữ hoàng kiếm là một người, thứ nhất là họ rất thích thể diện, thứ hai nữa là họ luôn luôn giữ cái mặt nó lạnh tanh à, thứ ba nữa người này là người lý trí chứ không phải là người tình cảm. Thành ra mình cảm giác giống như đó là cái việc mà bạn có si cái người này hay không á, mình nghĩ có mình bạn biết thôi, hoặc là chỉ có trong bụng bạn mới mới quyết định là ngưng hay không ngưng. Nhưng mà mình nghĩ là càng đi đi dài, càng đi xa hơn, mình cảm giác bắt đầu cái giống như mình nói, bạn có một cái lý trí hồi nãy là vua kiếm, bây giờ là nữ hoàng kiếm, thì thật ra hai lá nó cũng chỉ trên nhau có một nút thôi, thì nó cũng không có lệch quá nhiều. Nhưng mà mình cảm giác giống như khi mà qua bên đây á, cái phong thái nó cho mình một cái cảm giác là bạn chấp nhận cái chữ si đó, nhưng với một cái góc nhìn khác, đó là ok, tao vẫn cho phép bản thân tao được phép si cái nhân vật đó, nhưng mà tao vẫn cho phép bản thân tao có sự lựa chọn khác. Mình cảm thấy bạn không có giới hạn cái năng lượng của bạn không có giới hạn cái cơ hội của bạn nữa. Đó là lý do vì sao bạn lên The Wheel, tức nghĩa là có thể nhiều hơn một lần bạn đã cố gắng bước ra khỏi cái si này rồi. Nhưng mà mình nghĩ là có cái gì đó nó làm cho bạn phải vương vấn, nó là có cái gì đó nó làm cho bạn phải suy nghĩ. Mà thực ra thường những cái người trồng cái si giỏi á, là họ hay có những cái lý do, những cái lập luận. Kiểu như mình đã si được 1 năm 2 năm, mình đã si được vài ba tháng, mình đã cố gắng rất nhiều rồi, thì biết đâu mình cố gắng thì sẽ được đáp đền đó. Thì cái kiểu suy nghĩ đó đôi khi nó sẽ kéo cho bạn bị si rất là dài. Thì mình nghĩ ở đây có thể là bởi vì cái người kia họ có những cái phản ứng, họ có những cái hành động, họ có những cái điều làm cho bạn phải cân nhắc, phải suy nghĩ, phải gọi là tính toán theo kiểu như là ủa thằng này nó có, hoặc là con này nó có ý định thiệt vậy không, hay là kiểu giống như là nó có đang quan thính quả bả hay là thử thách mình hay không. Mình nghĩ có thể đối phương cũng là một người khá là dùng từ không rõ ràng thì mình nghĩ nó không đúng, tại vì thiệt ra vua kiếm với nữ hoàng kiếm thì không phải là người không rõ ràng, nhưng mà nếu mà dùng từ gọi là mập mờ á,
thì nó càng sai, tại vì những người này là những người rất là thẳng thắn, nhưng mà mấy cái đứa quỷ này nó che giấu cảm xúc nó rất là giỏi, thành ra kiểu giống như mình cũng không biết nên dùng từ gì cho mấy đứa này, nên thành ra mình cảm giác là nó là đứa khó hiểu, hoặc là có thể là bạn còn một cái gì đó làm cho nó chưa chắc chắn, thành ra những cái hành động của nó, lời nói của nó, cái tình cảm của nó làm cho bạn bị phân vân. Thành ra cái việc mà cái KC của bạn nó vẫn cứ tiếp tục phát triển á, thì mình nghĩ một phần cũng là do nó, do bên phía bên kia. Nếu quay trở lại có câu hỏi là bạn có nên tiếp tục suy hay không á, thì đối với ba lá này á, mình nghĩ là cái bên trong của bạn, cái con người của bạn hiểu được là bản thân bạn đã có được một cái quyết định rồi. Tức nghĩa ví dụ giống như mình, khi mà bạn coi trả bài này, mình chắc chắn những cái bạn chọn tụ một đã có câu trả lời là tôi nên tiếp tục suy nữa hay không rồi, chỉ là bạn đang tìm thêm một cái sự củng cố, có thể từ mình ai đó, để cho bạn cố gắng bạn chặt cái KC của bạn đi thôi. Thì mình nghĩ là bạn hãy tin vào cái quyết định của bạn và bạn làm tiếp. Tại bài này lên giống như mình nghĩ là bạn đã mệt mỏi và bạn đã cảm thấy giống như đủ rồi, bạn ngán rồi và bạn không có muốn muốn giữ cái tình trạng đó nữa. Bạn có hai lần lá bốn, một lá bốn tiền, một lá bốn kiếm. Bốn kiếm đó là né tránh vấn đề, là đi ngủ, là không muốn đối mặt với nỗi đau thương, chọn cách gọi là ngủ để quên đi nỗi buồn. Thì bốn kiếm nó là như vậy, thì thật ra ngủ nó cũng đâu giải quyết gì đâu, ngủ thì tỉnh dậy thì cũng vẫn là mọi chuyện nó vẫn hiện ra thôi. Thì mình thấy giống như là bản bản thân bạn có những cái lá rất là mạnh đứng phía sau lá số 4, chẳng hạn giống như vua tiền, nữ lộn vua kiếm, nữ hoàng kiếm á, thì mình nghĩ là cái lý trí của bạn nó đã giật bạn lên rồi, chỉ có vấn đề nằm ở chỗ đó là bởi vì cũng là nữ hoàng kiếm và vua kiếm, những người này rất cứng đầu và bướng bỉnh, nên cái việc bứng cái KC này lên nó phải là do tự bạn bứng chứ không thể nào do người khác bứng được. Tại vì một người mà lì lợm, cứng đầu, ương bướng hoặc là một kiểu người cố chấp á, cũng là vua kiếm và nữ hoàng kiếm, mà một khi những đứa này mà nó cố chấp, nó si đứa nào á, là nó si là thắng rồi, là không có đứa nào cãi lại luôn á, kiểu giống vậy. Xin chào các bạn chọn tụ số 2. Trước khi vô phần giải bài thì các bạn có thể nhấn chuông, nhấn đăng ký kênh để luôn cập nhật những thông tin mới nhất về kênh của mình, giúp mình phát triển kênh nhiều hơn. Để lại like, share, bình luận và follow Instagram của mình nếu các bạn muốn. Có nên trồng cái si tiếp tục hay không? Hai tiền, một gậy, Pay of Cups. Thôi bài này lên là thấy nguyên một chữ C nó bự đùng, nó bự như là một cái tô, tô gọi là siêu to, siêu khổng lồ. Đối với mình á, khi mà mình nhìn cái này á, thì mình cảm thấy thứ nhất là ở trong cái bụng bạn á, cái chữ C á, nó được định nghĩa đó là C thì C nhưng mà mình không nên C, mặc dù biết mình không nên C nhưng mình vẫn C. Tức nghĩa là trong lòng bạn, bạn có những cái lập luận, bạn có những cái lý trí, bạn có những cái logic nó rất là rõ ràng về cái chuyện là người này thích mình hay là người này không thích mình. Bạn muốn có một câu trả lời rõ ràng, nhưng mà tự bản thân bạn làm cho nó phức tạp lên. Bạn có hai tiền, tức nghĩa là thật ra ngoài cái sự lựa chọn những cái KC này, bạn vẫn có sự lựa chọn khác chứ không phải không có. Mình nói thẳng, bạn có những người khác thích bạn, bạn có những sự lựa chọn khác nó kế bên bạn luôn, không ở đâu xa hết. Tại vì hai tiền với một gậy là kế bên, là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là có thể giống như bạn vẫn mong chờ một cái gì đó vào cái mối quan hệ này, vào cái nhân vật si đó, và bạn mong chờ rằng cái tình cảm, nói chung bạn là nửa đứa cố chấp á, tại vì Pay of Cups là một đứa hơi hơi gọi là cố chấp về mặt tình cảm, kiểu giống như là khao khát cái gì, muốn cái gì là muốn có cho bằng được, mà kiểu giống như là bởi vì bạn đang si nó nên bạn càng muốn nó và bạn càng nghĩ rằng mình càng có thể làm. Giống như ví dụ giống như thằng này, hôm qua bạn nhắn tin nó không trả lời, cái bữa nay nó nhìn bạn, ô hôm nay nó phản ứng lại, nó react, nó thả tim, cái mà nói à bữa nay thằng này nó bắt đầu nó có tín hiệu rồi nè, xong các bạn nhắn tin mạnh bạo hơn, mà nhắn tin nhiều hơn, cái thằng này nó tương tác nhiều hơn, các bạn nói à cá cắn câu rồi, các bạn tương tác nhiều 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 hơn nữa, bạn lấn 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 tới. Nhưng mà nhiều khi đó không phải là tình cảm, đó chỉ là một cái kiểu giống như là bạn nói chuyện vui thì nó xã giao, bạn nói chuyện ok nó thấy thú vị nó chơi, chứ không không có gì gọi là khẳng định đó là tình cảm hết. Thì mình cảm giác giống ở đây mình không nói là bạn hiểu lộn nha, ở đây mình không nói là bạn hiểu lộn cảm xúc của người kia, mà là bởi vì cái sự mặc định trong cái suy nghĩ của bạn, mặc dù bạn cũng biết là ừ có thể thằng này nó chỉ xã giao với mình thôi, nó tương tác với mình bởi vì mình tương tác với nó, ví dụ vậy. Nhưng mà kiểu giống như trong đầu bạn nó có một cái logic gì đó nó rất là hay, kiểu như nó bẻ cái luồng gọi là suy nghĩ của bạn qua một cái hướng, ồ biết đâu thằng này nó cũng thích mình mà giả bộ nó vậy thì sao. Nhưng mà kiểu giống như là bản thân bạn nó bị nhọc nhằn giữa hai cái đó, mặc dù giống như cái hiện thực là bạn biết nó không có, không nên trồng cây si nữa, nhưng mà trong đầu bạn, trong trái tim bạn, trong cái gì đó của bạn á, nó vẫn nói là mình nên si, bởi vì si là vui mà, kiểu giống như là nếu mà mình có được cái người mình yêu, mình có được cái người mà mình si thì đó là điều tuyệt vời, kiểu giống vậy. Nhưng mà trong cái
mình cảm giác giống như thật ra bạn là một người si cho đã, rồi tới một lúc nào đó bạn sẽ không si nữa. Mình không biết đến bao giờ, nhưng mà kiểu bạn là như vậy. Tôi có thể si bạn một ngày, một tuần, một tháng, một năm cũng được nữa, nhưng mà một khi tôi đã hết si bạn rồi, tức nghĩa là dẹp bỏ nha, mình chuyển qua đối tượng mới, kiểu giống vậy. Tại vì mình cảm giác giống như cái việc bạn trồng cây si, nó giống như nó thỏa cái lòng đam mê, thỏa lòng ước ma, ước ao hoặc là mơ ước gì đó của bạn á. Mà kiểu giống như nếu mà bạn không được thỏa lòng ước ao, bạn sẽ cảm giác rất là bức rứt và không cam tâm. Nhưng mà theo bài lên ở đây á, là nếu mà hỏi bạn có nên tiếp tục trồng cây si hay không, bài lên nó nói rất là đơn giản luôn: cứ để cho con này nó si đi, nó si tới bao giờ mà nó si tới mà nó hết si nổi nữa là nó dẹp à. Tại vì mình cảm, hoặc là nó tìm được một đối tượng mới để nó si, thì nó sẽ không còn si đứa cũ nữa. Tại vì mình thấy là bạn là kiểu người rất lý trí, và cái lý trí của bạn đó là ok, thằng này nó tốt 10 điểm, mình phải tìm được thằng nào tốt hơn 10 điểm nữa, phải tốt hơn, và hoặc là 10 điểm này với 10 điểm kia, 10 điểm cũ nó không bằng 10 điểm mới, kiểu giống vậy. Tại vì mình thấy là bạn sẽ ngừng si, cái si của bạn nó sẽ ngừng phát triển khi mà bạn gặp được một cái người làm cho bạn có cái cảm xúc khác, mà mình nghĩ có thể trong thời gian tới bạn sẽ gặp. Còn nếu không nữa, đó là cái tụ này sẽ hết si hoặc là ngừng si khi mà nó bày tỏ tình cảm ra mà bị người ta từ chối một cách gọi là phũ phàng, hoặc là nó bị người ta kiểu giống như là tát nước vô mặt vậy đó, từ chối một cách như tát nước vô mặt đó, thì tự động nó sẽ dẹp cái si liền là ngay và luôn, trong một khoảnh khắc khác luôn á. Tại vì mình thấy cái kiểu của bạn giống như là sĩ diện cao lắm, tự tin cao lắm, cái tôi cũng cao nữa, nhưng mà một khi bạn đã xuống nước, bạn 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 si rồi á, mà bạn bạn lòi cái cục si của bạn ra cho người ta biết mà bị từ chối á, thì mình cảm giác giống như là đó là điều rất là tệ hại, đó là một điều mà bạn không cho phép. Cái lòng tự tôn của bạn, cái gọi là cái lòng chỉnh chó của bạn nó không có được gọi là tổn thương như thế. Thành ra mình thấy là qua ba lá này thì mình thấy là tạm thời cứ để bạn si cho đến khi nào bạn hết si thì thôi. Nè, kinh kiếm nè, vua kiếm nè, nữ hoàng cốc nè, năm kiếm, có nên si nữa không hả? Có nên trồng cây si nữa không? Tụi này lì lắm, tụi này lì lắm, vẫn còn si nha. Ta thấy vẫn còn si nha. Ở đây có hai lá, một lá vua, vua kiếm với một lá nữ hoàng cốc. Hai đứa này hay đi chung với nhau lắm, nó ngộ vậy đó. Cái con vua kiếm là cái con gọi là vua của logic, vua của lý trí. Nhưng mà con này nó rất thích những cái con mà gọi là nữ hoàng cốc, tại vì nó kiểm soát được những cái con nữ hoàng cốc. Nữ hoàng cốc là con nữ hoàng của cảm xúc. Hai con này hay đi chung với nhau lắm. Tại vì con nữ hoàng cốc nó rất là yếu đuối, và nó kiểu giống như nó thích người ta hiểu nó. Mà dĩ nhiên là vua kiếm là cái đứa rất là giỏi trong việc phân tích tâm lý, phân tích logic, phân tích cảm xúc của người khác. Mặc dù nó là vua kiếm nhưng nó là kiểu người từng trải, nó là kiểu người rất là giỏi trong việc gọi là lấy lòng người khác. Mà con nữ hoàng cốc rất khoái việc lấy lòng. Thành ra mình cảm giác cái việc mà bạn si cái nhân vật này là bởi vì giữa bạn với cái người này nó có một cái kết nối, mình không biết dùng từ gọi là đặc biệt hay là một cái sự gọi là rù quến với nhau, à, không, rù quến với nhau thì nghe hơi sai, nhưng mà đại loại giống như là giữa bạn với họ có một cái sự thu hút và nó bù trừ. Vua kiếm thích người nghe lời mình và dễ thương. Dễ thương là chắc chắn nữ hoàng cốc có rồi đó, nghe lời là nữ hoàng cốc có luôn. Nữ hoàng cốc thích người có điểm mạnh, có ưu thế, là những người chủ động, vua kiếm có đủ hết. Và hai cái nhân vật này mình cảm giác giống như là họ biết cái điểm yếu của nhau và họ biết cái điểm mà đối phương thích, nên họ tấn công đúng cái điểm đó. Thì mình không biết là bạn với cái đứa này nó có thính, có bả, có quăng, xà quần, xà quẹ gì trong đây không, mình không biết. Nhưng mà mình cảm thấy giống như cái việc mà bạn trồng cái si, nó giống giống như hồi nãy mình đã phân tích, nó là một cái việc mà bạn cảm thấy làm nó rất là vui. Nói chung bạn là đứa biết sai nhưng vẫn làm, bởi vì bạn cảm thấy giống như là có gì sai, kiểu giống như là thích một ai đó thì có gì sai, làm như vậy thì có vấn đề gì đâu. Ngoài ra nữa, đó là trong bản thân bạn đó, nó có những cái lúc mà bạn nghĩ rằng có, mình không biết, nhưng mà mình nghĩ vậy nè, có khả năng cái người này nha, cái nhân vật mà bạn si á, có khả năng là cái kiểu người ha, hoặc là cái gu đúng như bạn mong muốn hay sao á. Tại vì mình cảm thấy giống như bạn bị luôn á, mình dùng từ bạn bị si mê á, hoặc là kiểu giống như bạn nói là kiểu như ví dụ giống như mình ví dụ thôi ha, kiểu giống như là không có gặp ai hợp gu thì tự nhiên gặp người hợp gu, nên bạn thích cái gu đó nên bạn hợp. Và cái thứ hai, cái thứ ba nữa, đó là thật ra trong bản thân bạn á, cũng có một cái máu hiếu chiến, có một cái máu lì, kiểu giống như là tao đã trồng cây si là tao phải cưa được nó, nhưng mà kiểu giống như là tao không cưa được tao không cam tâm. Bạn cảm giác giống như là mình phải có được xong quen bỏ cũng được nữa, nhưng mà tao phải cưa được nó. Tao không cưa được nó, tao cảm giác đó là một cái thất bại. Thành ra cái việc bằng trồng cây si đây là do sự cố chấp của bạn cũng rất là nhiều. Ngoài ra nữa, đó là mình cảm giác, mình muốn hỏi một chút xíu nè,
có tư vấn tình cảm của ai không vậy? À, không phải có tư vấn, có được nhận tư vấn tình cảm từ hội chị em bạn gì, hay là từ hậu phương hùng hậu gì không? Kiểu giống như bạn bè rồi kể chuyện tâm tư tình cảm cho anh chị, hay là cho người thân người quen, hay nhận lời tư vấn từ phương xa không? Tại vì bài lên mình thấy là có cái đứa nào đó nó xúi dục những cái người chặn tụ hai đi DC. Một là xúi dục DC, hai là xúi dục kiểu giống như là test, kiểu giống như là đưa ra những cái bài thử thách, kiểu giống như là kiểm tra coi thằng kia nó có thích con này không, hay là kiểm tra coi là thằng này nó có thật sự thính bả gì với mình hay không, có cái gì đó ở trong bạn mình cảm giác là nghe lời xúi bậy. Tại vì bài lên là vua kiếm với nữ hoàng cốc, tức nghĩa là bạn nghe quá nhiều thứ, bạn tiếp nhận quá nhiều thông tin từ những nguồn khác nhau, mà năm kiếm tức nghĩa là nghe nhưng không có tin được, và thiệt ra bạn cũng không có tin mà bạn lại thích nghe, hoặc là trong một số trường hợp giống như là bạn đang nghe quá nhiều những cái thứ gọi là nhảm nhí vô bổ từ những người nhảm nhí cũng vô bổ không kém. Mình thì không biết ai, nhưng mà đại loại giống như là bạn nghe từ rất là nhiều nguồn á, thì mình cảm thấy giống như là nó không có làm cho cái đầu của bạn nó thông suốt, mà nó chỉ làm cho cái đầu bạn nó quằn quện thêm thôi. Thì lời khuyên chân thành của mình đó là tùy bạn, muốn muốn thì nghe, không muốn thì thôi. À, ngoài ra nữa đó là trong một cái diễn cảnh khác á, thì nếu mà bạn nào đang si một cái người mà bạn mình nghĩ là các bạn đã quen từ lâu, hoặc là đã biết từ lâu mà cái mối quan hệ này nó chưa có một cái gọi là một cái bước tiến á, thì mình nghĩ bài này lên đó là do bạn cố chấp, khẳng định 100% là do bạn cố chấp. Tại vì bài này lên cái người kia á, mình thấy họ giữ khoảng cách với bạn, và họ cũng không có nhu cầu gọi là tiến tới hoặc là quay lại hoặc là tiếp tục gì đó với bạn hết. Bài lên năm kiếm ở đây, người đó họ đi rồi, họ không có ở lại đâu, họ cũng không có nhu cầu kết nối hay là có nhu cầu muốn tiếp tục gì hết, họ cảm giác phiền. Và mình thấy giống như nếu mà bạn nào mà nghĩ rằng cái mối quan hệ giữa bạn với người này có thể tiếp tục bởi vì bạn tiếp tục si á, thì bài này lên là gì, là do bạn tự làm khó bản thân bạn thôi. Cái nhân vật kia thì mình nghĩ là họ là người hiểu rõ cảm xúc của họ, họ biết họ muốn cái gì và họ cần cái gì. Người này vừa có vua kiếm, người này vừa có nữ hoàng cốc, bản thân người này chỉ thích cái, mình cảm giác giống như bản thân của người này họ chỉ chọn hoặc là chỉ thích những cái người họ thích thôi, còn lại thì họ không thích đâu. Thành ra cái việc mà bạn si họ thì ngay cả khi bạn có thích họ nhiều, bạn có mến họ nhiều, bạn có quý họ nhiều, bạn có yêu họ nhiều, nhưng giống như mình nói tình cảm mà dành cho một người không đúng thì nó cũng không có ý nghĩa gì hết. Và mình nghĩ là cái việc mà bạn si cái nhân vật này thì giống như việc mà bạn bạn giống như trong cái trong 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 giống như trong cái lá năm kiếm á, đó là bạn đang cầm kiếm mà bạn đi giữa rừng bông toàn là gai á, kiểu giống vậy. Xin chào các bạn trong tuần số 3 ha. Trước khi vô phần giải bài thì các bạn có thể nhấn đăng ký kênh, like, share, để lại bình luận, chia sẻ cũng như là follow Instagram của mình. Đừng quên nhấn chuông để luôn cập nhật những thông tin mới nhất. Có nên trồng cây si nữa không? Ưu, 7 gậy luôn. The Star luôn. 7 tiền luôn. Thật sự thì ngày hôm nay các bạn trải bài điều rất là thú vị. Chúng ta có một hội những cây si sợi si sắc si. Đầu tiên á, là mình thấy làm nhìn vô bài thôi ha, nhìn hình thôi ha, nhìn cái lá bảy tiền là thấy là một nùi si rồi đó. Bạn thấy những cái hạt giống si được vùi lấp vào trong đất không? Bạn có bảy gậy, tức nghĩa là bạn nghĩ là thôi thì không nên si, nhưng bạn có the star, tức nghĩa là trong cái lòng của bạn nghĩ là à thì mình cũng nên si, xong bạn trồng cái hạt giống si đó là bảy tiền. Thật ra mình nghĩ là nói như vậy thì cũng không đúng, nhưng mà nói cho vui, chọc như vậy là cho vui, chứ thiệt ra theo bài lên đó, đó là bản thân của mấy bạn đó, nghĩ rằng cái việc mà bạn tiếp tục si nữa không mang lại bất kỳ một cái giá trị nào hết cho bản thân của các bạn. Bạn nghĩ rằng đó là một cái con đường ngu dốt, ngu dại. Bạn nghĩ rằng cái hành động bạn si một ai đó là cái sự yếu đuối cũng như là sự tào lao binh của mấy bạn, thể hiện qua cái lá bảy gậy. Bạn nghĩ cái con đường đi đó nó rất là trong trong trên và rất là lắc léo, giống như lá bảy gậy nhảy qua những cái cây cọc rất là xa mà không có hề có bất kỳ một cái dụng cụ hỗ trợ nào hết. Đó là sự ngu dốt. Thì bạn tự nói với bản thân mình là không nên tự làm khó bản thân bạn như vậy. Kế bên bạn có lá The Star. Thật ra The Star thường người ta gọi là hy vọng, niềm tin, nhưng mà đôi khi nó cũng là một cái sự gọi là hoang tưởng á, kiểu giống như là bạn 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 tin vào phép màu á, nhưng mà phép màu không phải cái nào nó cũng thành sự thật đâu ha. Thì bài của bạn lên, bạn nói giống như là có thật ra trong sâu thẳm bản thân bạn, cái việc mà bạn tiếp tục si á, bạn nghĩ rằng cái việc đó là cũng nên, tức nghĩa là bạn bị mâu thuẫn á. Một mặt bạn bị bảy gậy là bạn không muốn si nữa, một mặt là bạn vẫn mong rằng cái phép màu đó dù nó nhỏ nhưng nó không thật, dù nó có thật hay là nó thật hay không,
bạn cũng mong 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 nó có một chút tia hy vọng. Đó là lý do vì sao mà bạn có lá bảy tiền, tức nghĩa là bạn không từ bỏ cái cây si của bạn, bạn gieo cái hạt giống đó nhưng bạn không có tưới trồng gì nó hết, nó chỉ là hạt giống thôi. Hoặc là bạn vùi nó vô đất, nó mọc hay không là chuyện của nó, không phải chuyện của bạn. Đó là lý do vì sao lên bảy tiền, từ bảy gậy chuyển sang bảy tiền, tức nghĩa là từ cái việc gọi là cố chấp si bạn chuyển sang thành thả lỏng si. Bạn kiểu giống như là hãy để cho mọi thứ gọi là do cuộc đời này quyết định, do may mắn, do nước trên trời rớt xuống, rồi do bàn tay nào đó dung xén lên cái hạt giống đó nó tự nảy mầm. Tại vì mình thấy kiểu giống như là bảy tiền bạn vẫn có hy vọng nha. Thật ra bảy tiền thôi, không cần the star thôi mà mình cũng có thể kết luận bạn vẫn còn si. Nhưng mà mình thấy cái sự si của bạn nó giống như kiểu là tôi muốn có một cái gì đó nó giữ làm niềm tin. Bạn thừa hiểu nha, bạn thừa hiểu là cái gì nên si, cái gì không nên si. Nhưng mà trong cái thâm tâm của bạn á, nó có một cái mình dùng từ gọi là có một cái suy nghĩ. Thật ra đối với bạn cái việc mà có một cái kết nối, có một cái gì đó nó gắn kết, nó là một cái niềm vui. Mà nhưng mà mình thấy nó ngộ lắm trong cái câu cái trải bài của bạn là hỏi có nên trồng cây si nữa hay không á, mình thấy rõ ràng là bài lên của bạn là bạn bạn không có muốn trồng, nhưng mà mình thấy giống như là miệng nói ừ không, tao không trồng đâu, tao không trồng đâu, mà cái tay cứ dụi 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 cây si đó, mình cảm thấy nó giống vậy. Với lại bạn bị mâu thuẫn nhiều thứ lắm, mình cảm giác giống như là cái lý trí của bạn, cái logic của bạn, bạn không hề có một cái lá cốc nào trong bộ bài này hết, mà mình cảm giác giống như là trong đầu bạn nó cứ quằn quện đủ thứ chuyện ở trong đó, kiểu giống như bạn nghĩ là mình nếu mà mình si nữa thì mình sẽ như thế này như thế kia, mình sẽ tệ hại, mình sẽ không có làm được cái này làm được cái kia, mình còn rất là nhiều thứ ở ngoài đời kia, mình còn rất là nhiều mối quan hệ, nhiều kết nối, mình còn nhiều thứ để lo, nhưng mà kiểu giống như trong đầu bạn nó nghĩ tè lè học mè vậy đó, bạn nghĩ vậy, cái cuối cùng hỏi bạn si không, si 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 bạn vẫn si, tức nghĩa là mình cũng không biết cái đó gọi là cố chấp hay là cái đó gọi là lì đòn hay là cái đó gọi là một cái gọi là chỉ người si mới hiểu, nhưng mà kiểu giống như là có cái gì đó ở trong bạn nó giống như một cái hạt giống cho cái tình cảm đó, bởi vì bạn ít khi si ai, một khi bạn đã si thì bạn si rất nhiều, nhưng mà bạn cũng không phải là kiểu si một cách điên cuồng, nhưng mà bạn bạn si trong trong một cái chừng mực cho phép. Cái việc mà bạn si đó nó không làm cho bạn bạn không muốn nó trở thành điểm yếu của bạn, nhưng kiểu giống như bạn cũng không muốn gọi là đạp bỏ cái hạt giống si đó. Đối với bạn cái việc gặp được một cái người mà khiến cho bạn cảm giác thích, khiến cho bạn cảm giác si mê, khiến cho bạn cảm giác u muội, u mê ám muội, u mê kiểu giống vậy, thì nó kiểu giống như là nó cũng là một cái gì đó nó vui, tại vì rõ ràng có đời xa mà trong tâm thâm tâm bạn rất là vui, trong thâm tâm bạn cảm giác cái việc gặp người đó, cái việc tiếp xúc người đó, cái việc được si mê người đó là một cái gì đó nó u mê ám muội, giống như mình nói, nó làm cho bạn cảm giác hưng phấn á, hoặc là nó làm cho bạn cảm giác giống như nếu kết nối này có thành sự thật thì nó sẽ là một cái gì đó rất tuyệt vời. Thành ra mình nghĩ cái việc mà bạn cứ tiếp tục vung xén, thật ra mình nghĩ là bạn là người vung xén và bạn biết cái cơ hội của cái kết nối này là có được hay không, tại vì rõ ràng là có The Star và có 7 tiền, tức nghĩa là bạn có niềm tin rằng giữa bạn và cái người này có cơ hội để chuyển từ chữ si thành chữ thật á, tức nghĩa là từ cái kết nối chỉ là một chiều thành kết nối hai chiều, mà thiệt ra mình cũng cảm thấy nó giống vậy thiệt, tại vì bảy tiền là có manh mún, có cơ sở để nói chứ không phải là không, mà đã vậy còn có The Star nữa, tức nghĩa là bạn có nhận được những cái tín hiệu, bạn có nhận được những cái điều mà bạn nhìn thấy được ở đối phương, chỉ là kiểu giống như là mình không biết là tại bạn nhát hay là tại người kia nhát hay là tại hai người chưa rõ ràng với nhau, nhưng mà mình thấy là có cơ sở thôi, mình thấy có cơ sở chứ không biết tại sao hai người ngộ vậy thôi ha. Bạn có vua gậy nè, nữ hoàng tiền nè, sáu gậy AC đi mọi người, mình nghĩ chủ động luôn cũng được nữa chứ không cần si đâu. Hồi nãy cũng vui lắm, bài này lên toàn là cặp 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 không nha, cả hồi nãy nữ, hồi nãy cặp tụ một á, là một cặp vua kiếm với nữ hoàng kiếm, tụ hai á, là vua kiếm với nữ hoàng cốc, tụ ba này á, là vua gậy với nữ hoàng tiền, cũng ok. Nữ hoàng tiền thì rất là thích một người đàn ông giỏi giang, làm được nhiều thứ, đàn ông nam tánh. Nữ vua gậy thì lại thích một người người đẹp dịu dịu hiền, người phụ nữ của gia đình, người mẹ, một người biết chăm lo yêu thương tử tế hiền hậu phúc nết nết na, là nữ hoàng tiền có đủ hết mà nó phải đẹp nữa, thì hai cặp này rất hợp với nhau luôn. Thành ra mình nghĩ nha, nếu thật sự bạn đang si đứa nào đó tấn công nó đi, tại thiệt sự là bài này lên là mình thấy rất là hợp. Trong ba tụ thì tụ ba này là tụ sáng sủa nhất á, tức nghĩa cây si của bạn là có khả năng gọi là đơm hoa kết trái thành thành thiệt á, chứ còn những tụ một tụ hai thì mình thấy nó xu cà na lắm, đặc biệt là tụ hai thì nó xu rồi,
còn tủ một thì nó tự động nó biết định rồi, là nó kết liễu cái xua cái si của nó rồi. Còn bạn á, thì mình cảm giác là nó có cơ hội, tại vì mình thấy cái việc giao tiếp, việc bạn với người này chắc chắn phải có gặp nhau thường xuyên, bạn với họ phải có một cái sự liên kết gì đó ở đây nó mới có sáu gậy, tức nghĩa là có thể là liên quan tới công chuyện, việc học, việc làm gì đó. Thành ra cái KC của bạn là nó bại, nó nói là mày cứ lên tiếp tục đi, mày tấn công đi, mày đừng có ngại, mày đừng có nhục, mày đừng có thể diện, mày đừng có kén chọn quá, mày đừng có cà cưa quá, mày đừng có gọi là kiểu giống như làm giá quá, mày thể hiện ra đi, mày thích người ta mà, hoặc là kiểu giống như là mày cần phải tấn công. Tại vì bại lên ở đây mình thấy rõ rõ nè, bạn thấy ở đây con chim nè, để phóng lên to này, bài rất là logic nha, không phải là tôi chế đâu nha, một con chim nha, một người phụ nữ nha, người phụ nữ cởi chim đàng hoàng nha, thấy rõ ràng không, rõ ràng luôn. Mà sáu gậy mình giải bài rất là logic nha, sáu gậy là thành công, là đạt được mục đích, là chiến thắng, là có được một cái định hướng tốt, có một cái đường đi tốt, thì rõ ràng là bài lên vậy, là giải bài vậy là đúng rồi. Logic giải bài rất là hợp lý. Tôi thiệt chứ bộ một hình một người phụ nữ có con chim, không, một con chim trên cái miệng của người phụ nữ, à, không, nói chung nó cũng sai. Nói chung đại loại đó là bài lên là rõ ràng là nhìn vô ta thấy có một cái sự kết hợp bài ở trong đây, thì mình thấy là rõ ràng các bạn có thể có cơ hội. Nhưng mà nếu mà hỏi có nên si hay không á, thì thật sự bài này lên không phải gọi là có nên trọng cái si hay không á, thì bài này lên không cần trọng nữa, tấn công luôn, không cần phải si. Nhưng mà mình thấy một chuyện như nè, thứ nhất á, là vua gậy là một cái đứa nó bị sĩ diện, sĩ diện của nó là kiểu gì, tức nghĩa là tôi muốn chứng minh cho người ta thấy, tôi muốn chứng minh cho người ta là tôi có quyền quyết định, tôi muốn cho người ta thấy tôi là một người độc lập. Nhưng mà có cái gì đó ở trong đây mình cảm giác vua gậy này có cái gì đó nó bé nhỏ quá. Còn cái bà nữ hoàng tiền ở trong đây thì lại quá lộng lẫy, quá nguy nga, quá tráng lệ, quá đồ sộ, quá là lóe lóe sáng sáng đi, thì nó cho mình một cái cảm giác có thể giữa hai bạn nó có một cái sự khác biệt gì đó. Một là về gu ăn mặc, hai là về tính cách, ba là về góc nhìn, quan điểm sống khác nhau, không có nghĩa là không hợp, chỉ là cái vấn đề nằm ở chỗ đó là kiểu giống như cái sự, ví dụ đi, cái sự, bởi vì vua gậy với nữ hoàng tiền thì gặp nhau trong môi trường là sáu gậy, thì sáu gậy là thường mình nói như là liên quan tới công việc, cuộc sống, trường học, trường lớp, bạn bè, hội nhóm, nói chung thì những cái môi trường đó đôi khi nó không phải là môi trường thuận tiện để phát triển. Bạn bè thì dễ, quen qua người quen cũng được, nhưng mà nó có cái gì đó kiểu giống như nếu mà bây giờ gặp nhau ở trường học, gặp nhau ở công ty chỗ làm, gặp nhau thông qua công việc á, thì nó lại khó. Thì mình thấy rõ ràng là hai bạn thấy được lông nheo hoặc là đá lông mài, lông 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 mi đồ tùm lum tùm la hết rồi, tức nghĩa là hai bạn thấy manh nha là đối phương để ý tới mình rồi. Nhưng mà giống như là ở trong cái môi trường đó mình không thể nào đá lông nheo lại với bạn được, kiểu giống như là nó sẽ kỳ cục lắm. Mình thấy có cái gì đó giữa bạn với họ bị sượng á bạn, thành ra mình cảm giác nó cần một cái chất xúc tác, nó cần một cái hành động, nó cần một cái sự gọi là tấn công, nó cần một cái sự chủ động, thành ra nó mới lên sáu gậy đó. Tức nghĩa là nhào vô là giải quyết vấn đề, là triệt để, là tấn công, là đạt mục đích, là kiểu giống như là phải 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 mạnh mẽ lên. Thành ra mình nghĩ á, giống như nếu mà bài này lên hỏi là có nên tiếp tục trồng cây si nữa không, bài này không cần trồng nữa, bài này vô luôn, quất luôn mọi người. Và kiểu giống như mình nghĩ là có cái gì cần phải thẳng thắn với nhau, bài này không cần phải 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 đi đường vòng, mình cảm giác giống như là chỉ cần quất thôi, quất là thắng, kiểu giống vậy.